Chào mừng anh em quay lại với Cà phê Nhân Phẩm. Mùa 8 này xin hỏi anh em, đâu là tộc hệ độc lạ nhất? Với mình, đó không phải là admin với cơ chế tự chọn hiệu ứng, cũng không phải hắc hóa của Fiddlestick. Cá nhân mình thấy hiểm họa với cơ chế trả cộng mốc tộc hệ gì lại giúp phát huy hết tiềm năng của từng tướng mà không cần kẻ thêm gì hết. Chỉ cần có trang bị là chiến thôi. Điều này khiến cơ thủ có thể thỏa sức sáng tạo, cũng như có thể flexible, không bị gò bó. Vậy đội hình full hiểm họa tại 13.1 có chơi được không? Cùng theo dõi giáo án hiểm họa của Singer và học hỏi từ top thách đấu Trung Quốc này nhé. You and me, we got this. Silas cầm kiếm là lựa chọn đầu tiên của anh Tấn. Ba bãi quái đầu còn cho cái găng và gậy phép cực đẹp. Với ba mảnh này thì có thể triển khai nhiều bài, từ vật lý đến phép. Bắt đầu trận đấu với ba nâng cấp vàng, trí tuệ siêu công nghệ, huy hiệu đấu sĩ và khám báo thạch. Một khởi đầu vừa đẹp, cùng phân tích một chút nhé. Với ba mảnh đồ thì trí tuệ siêu công nghệ không tồi, nhưng do mới đầu game nên nó bị loại. Như bản trước là bú luôn cái huy hiệu đấu sĩ rồi đấy, còn ở bản này thì xin vĩnh biệt cụ. Còn khám báo thạch là khả thi nhất khi có thể ghép được cả vô cực lẫn găng bảo thạch từ các mảnh đang có. Và nó cũng được anh Tần lấy sau hồi lâu suy nghĩ. Với nâng cấp này, anh lên cấp và ghép đồ giữ máu. Vì lên được 2 sao nên anh Planh được cầm găng bảo thạch và mảnh kiếm. Đối thủ đầu tiên cũng đã lên 4 với quân đoàn laser. Yasuo cầm dịch khổng lồ làm carry. Cá sấu bên mình nằm trước nhưng cá sấu địch cũng nhanh chóng theo sau. Yasuo múa là tốt nhưng kiếm làm sao đấu lại súng của anh Planh được. Ash với dàn drone là không đủ sát thương kết liễu cả cướp biển. Nhờ sát thương cường hóa của găng bảo thạch, anh Tần lấy về trận thắng đầu tiên. Round tiếp theo không gặp quá nhiều khó khăn khi Gangplank dễ dàng luồn ra sau, hạ luôn carry địch là Senna trước. 2.3 lên cấp 5 để dã vào mồm đối thủ tiếp theo một cách dễ dàng. Đến vòng chợ, phải chọn cuối nên chỉ nhận được cái đai lưng. Điều an ủi là nó nằm trên người Nila vì tướng còn thiếu để kích 4 song đấu. 2.5, Kale cũng đã lên 2 sao nên chuỗi thắng tiếp tục được kéo dài lên con số 4. Kiếp nạn cuối cùng trước người đá. Đúng với cái tên của nó thì kiếp nạn này cực kỳ khó khăn khi các nhà hầu hết đã lên 2 sao mà còn ghép đồ cực chuẩn nữa. Thứ mình hơn chỉ là cái khảm bảo thạch thôi. Không những thế, thần đồng còn random ra giáp lửa, một trong những trang bị mạnh nhất đầu trận. Phía bên kia, Poppy với hai đồ thủ chống chịu cực tốt. Còn bên này thì miệt mài bào máu nàng đeo đồ. Đến khi nàng nằm xuống thì lại tới cấp đấu sĩ 2 sao, Lee Sin, cá sấu. Bào được qua cấp này thì súng cũng đã hết đạn, máu cũng chả còn. Một trận thua trước quái cực đáng tiếc. Gạt bỏ nỗi buồn để săn người đá, phần thưởng là một kiếm, một cung và một găng đấu tập. Qua đến 3.1, với lượng đồ khá đẹp vừa có, anh Tấn ghép luôn cho Gangplank thêm cái diệt. Lần này phải gặp một người tối cổ khi 13.1 rồi mà vẫn còn chơi Yumi. Gangplank lúc này bắn siêu rát, mỗi phát đạn lại kết liễu được một chest. Nhưng sự phản kháng của địch là có khi lần lượt hạ được Raven và Yasuo. Tiếc thay, gã cướp biển vẫn còn sống và dọn dẹp chiến trường. Vòng chọn thứ hai vẫn là màu vàng để tiếp tục duy trì nhịp độ trận đấu mức ổn định. Lần này có ba lựa chọn cực kỳ khó khăn là thảm họa cấp thần, tiếp tế thành phần và lò rèn của On. Cho nhiều anh em chưa biết thì thảm họa cấp thần sẽ cho tướng hiểm họa 75 máu tối đa với mỗi tướng hiểm họa khác trên sân. Nó bổ sung thêm sức mạnh cho các tướng có hệ tộc cực dị trong mùa 8 này. Sẽ là lựa chọn khá nguy hiểm với anh Tấn vì hiện anh chưa có hiểm họa nào hết. Tiếp tế thành phần hay lò rèn On là những lựa chọn cực kỳ an toàn vì có thể linh hoạt chọn trang bị phù hợp để xoay team thay vì chốt bài những cái đầu tiên. Nhưng anh quyết định không đi đường dễ mà rẽ qua lối nguy hiểm. Khó khăn là vậy, cơ mà sức mạnh của nó lại cực lớn và cần thiết cho các hiểm họa. Cực kỳ may mắn khi Velvet bất ngờ xuất hiện sau vòng chọn, cho luôn cô nàng vào sân để bổ sung sát thương. Đối thủ là Kai'Sa cập đôi hoàn cảnh. Dù đã bị nớp nhưng nâng cấp này vẫn cực mạnh khi kết hợp với ái nữ hư không. Do thiếu chống chịu nên các song đấu nhanh chóng nằm xuống. Và vì đang chấp nâng cấp nên một trận thua là điều không thể tránh khỏi. Vì chưa bung tiền mà đang tính lợi tức nên anh Tấn tiếp tục thất bại ở 3.3. Đi chợ lấy về Aurelion Soul, đây là tướng rất phù hợp với cả hai nâng cấp mà anh đã chọn, dù trên người nó chỉ có mảnh đai lưng. 3.5 cho ngay Ác Long thượng giới vào sân và thêm một Velvet. Tầm này cứ có hiểm họa là cho sát trận thôi, dù là tướng nào đi nữa. Nhưng vẫn tiếp tục là hai trận thua, kéo dài cái chuỗi lên con số 4 rồi đi sang quái. Phần thưởng từ bãi sói là một kiếm, một giáp lưới, vài tướng thừa và còn là một con Rammus khá cần thiết để có chống chịu nữa. Qua đến 4.1, khi đã lên được cấp 7, anh Tấn xả tiền kiếm các hiểm họa. Rammus đã lên được 2 sao, Velvet và Vel'Koz cũng đã có con thứ 3. Hết thương cạn nhớ, thay hết cả team 7 tướng hiểm họa vào sân để tối ưu hóa nâng cấp đã chọn.
Vì đã lên được 2 sao nên nữ chúa hư không được cho dê khổng lồ, áo trong bóng tối và truy phản kích, còn lại găng bảo thạch cho rồng lộn. Người đầu tiên gặp phải trong vòng 4 là Samira và những người bạn. Dù không có đồ thủ nhưng nhờ thảm họa cấp thần nên team khá là trâu. Bên kia thì Sejuani và Cho'Gath câu kéo thời gian là tốt, nhưng Samira một sao khá thiếu sát thương. Còn Belvet bên này liên tục cào cấu cắn xé và lấy về trận thắng cho Singer. 4.2 với các nâng cấp cuối cùng là siêu hùng, nữ chúa hư không của Belvet. Bắt đầu round, Belvet mạnh nhất tạo ra 2 con bọ hư không trước mặt. Bọ có 60% máu so với bọ bình thường. Thủy tộc bảo hộ của Nila. Bắt đầu round, cô và 4 đồng minh gần nhất được miễn nhiễm khống chế trong 20 giây. Thợ săn đêm của Vayne. Đồng đội sở hữu áo trong bóng tối được tăng 35% tốc đánh. Đang chơi hiểm họa nên 2 nâng cấp của Nila và Vayne đều không phù hợp. Còn 2 con bọ của Belvet là không cần thiết. Roll để tìm lựa chọn phù hợp hơn. Lần này ta có không khoan nhượng của Jax. Mỗi đòn đánh thứ 3, Jax nhận thêm 9% tốc đánh đến hết round, hiệu ứng có thể cộng dồn. Va chạm cực hạn của Aurelion Soul, kỹ năng gây choáng kẻ địch trúng chiêu trong 1,75 giây. Vỏ cứng của Rammus, cả team nhận 35 giáp, Rammus nhận gấp đôi. Nâng cấp của TT Guy khá tốt khi team đang chưa có đồ thủ, nhưng va chạm cực hạn lại quá ngon, không thể bỏ qua nên vẫn là pick Aurelion Soul. Cho luôn một ác long thượng giới vào sân để gây choáng liên tục. Tài đấu Kai'Sa cộng đôi hoàn cảnh. Lần này ái nữ không hư dính choáng liên tục từ cả Soul và Vel'Koz, không thể gây đam. Có bên này Belvet thoải mái đâm chọt, giành lấy chiến thắng. 4.3 gặp phải Zoe tình nhân. Sàn chống chịu địch câu kéo cực tốt với Echo sở hữu siêu lừa, Annie và Alista thì có nhu binh. Ngoài ra còn có Sona hồi máu thêm từ tuyến sau. Sau khi dọn dẹp xong tuyến trước thì Belvet cũng phải nằm rồi. 2 con Soul một sao là thiếu sát thương so với 4 tinh nhân bên kia. Một trận thua toàn diện cho anh Tấn. 4.5 chiến đấu với Talia và đồng bọn. Do nàng phù thủy đá chưa lớn mới chỉ một sao nên không hạ được ai. Đã thế hở ra là dính choáng rồi bị tiêu diệt bởi nữ chúa hư không. Sàn tướng còn lại khá mỏng manh nên cũng nằm xuống theo cô. Một chiến thắng để comeback nào. 4.6 vẫn đang tích tiền lên 8 nên không up team mà tiếp tục nghênh chiến với Vayne Carry. Vừa vào trận thì sau khi hạ được Riven, nữ chúa hư không tiến thẳng tới, mổ vào đầu Carry bên kia. Mất Vayne, địch như dám mất đầu và nhận lấy trận thua. Thư giãn sau liên tiếp những round căng thẳng bằng cách săn quái. Phần quà là mảnh kháng phép và thêm mảnh kháng phép. 5.1, lên thẳng cấp 8 rồi roll trái máy. Aurelion Soul thì chả thấy đâu, nhưng Belvet đã có con thứ 6. Ngoài ra còn có thêm chú bu nhìn nữa. Gặp phải một bài đang hot meta là máy dập Virgo cùng dài Ngưu Binh. Fiddlestick tiền phong lao vào trước hoảng sợ cả team địch. Dòng thần liên tục bổ thêm choáng, phần còn lại Belvet dọn dẹp nốt. Vị vua vô danh bên kia chỉ có thể hạ được vài tầng yêu máu rồi cũng phải nằm xuống. Chiến thắng tiếp theo của anh Tấn. 5.2, tái đấu kẻ thủ ác Zoe tình nhân đã hạ mình lần trước. Belvet gây được khá nhiều sát thương nhưng lại lướt vào giữa team địch để phải nằm xuống. Áo trong bóng tối cũng không cứu được à ta. Gã bù nhìn rơm tích được khá nhiều sức mạnh nên gây sát thương cực tốt. Zoe may mắn sống sót nhờ siêu lừa, quay lại trả sát thương và tiếp tục chiến thắng. 5.3, gặp lại nhà Vayne Carry. Fiddle dùng chiêu sớm rồi nằm xuống nhưng cũng gây được khá sát thương. Sejuani trước khi bị hạ gục cũng kịp tung tiếp nhà ngục băng giá để giữ chân cả team anh Tấn. Dường như quân số là áp đảo rồi, tuy nhiên Vayne đã chứng minh khả năng gánh team thượng thừa và giành chiến thắng. Đi chợ lấy Sojin cho rồng rồi tiếp tục xả tiền ở 5.5 vì chỉ có 18 máu là quá nguy hiểm để lên 9. Cuối cùng rồng thần cũng lên được 2 sao gánh phát sát thương phép cho team, cùng với đó là 6 con Rammus và kha khá tướng hiểm họa trên hàng chờ. Roll xong thì phải quay lại chiến trường thôi. Cả hai Mordor địch bổ cùng lúc là cực nhiều sát thương, nhưng mới chỉ một sao nên không thể hạ được tất cả. Trong lúc đấy thì Belvet cùng ác long thượng giới đã dọn dẹp gần hết, chỉ có Nunu cuối cùng với quả cầu không thể tạo nên kỳ tích. 5.6, gặp lại kẻ thù ác Zoe tình nhân. Hắn lắp máy chiếu tốt khi dính khá nhiều tướng, hai phi đồ gây được khá nhiều sát thương cùng những quả cầu lửa từ sâu đã hạ được cánh trái. Lần này dàn chống chịu địch đã không thể chịu được sát thương lớn từ các hiểm họa, lần lượt phải nằm xuống. Zoe cũng bất lực nhận về trận thua. Hai rồng của anh Tấn là quá mạnh so với dàn tình nhân máu khá giấy. Săn quái lấy thêm cái bùa xanh cho con rồng để gấp đôi khó chịu với những quả cầu lửa gây choáng. 6.1 đã đủ tiền lên 9 nhưng không có đồng nào để roll, chỉ thêm được tiểu Cho'Gath vào sân để tái đấu nàng phù thủy đá này đã lớn. Talia liên tục ăn choáng từ cả rồng và mực. Bù nhìn thấy thế cũng lao vào chung vui, đưa cô lên bảng. Dàn chống chịu giờ cũng chỉ như cục đá, thay nhau bị sút đi, để lại trận thắng cho anh Tấn. 6.2 chỉ còn Vayne Carry mà mình đã thua trong lần gặp trước. Round đầu tiên giữa hai người cuối cùng, tiểu Cho'Gath trước khi nằm vẫn kịp tung chiêu tăng mana địch. Carry địch thì liên tục ăn khống chế từ cả Soul và Vel'Koz. Dù vậy, cô vẫn kịp bắn chết Belvet dưới những đợt mưa thiên thạch. Rồng thần cuối cùng cũng kết liễu được nữ thợ săn và lấy về trận thắng. 6.3, lần này không còn hai phi đồ nữa vì hắn đã lên 2 sao. Ác long thượng giới đã để Vayne thoải mái gây sát thương, nhờ đó mà cô nàng ganh tem thành công. Singer chỉ còn 5 máu.
Tỷ số hiện tại giữa hai nhà đang là 1-1 và nghỉ giải lao đi chợ. Anh Tấn lấy thú tượng để gia cố thêm hàng thủ khá mỏng manh. Rao quyết định xem ai là người chiến thắng. Để gây thêm khó chịu cho đối phương, Xuyên Cớ quyết định cho con Aurelien Sâu thứ 3 vào sân để không cho Ven được chơi. Cơ mà đời không như là mơ, chẳng những ba con rồng tung chiêu không trúng mà cả tên bù nhìn cũng hoảng sợ trượt luôn, thợ săn đêm tha hồ bắn. Nhưng nhờ lượng sát thương lớn rơi vào tuyến trước nên tất cả đã nằm xuống hết, chỉ còn lại Ven bơ vơ, bị hạ gục cuối cùng. Top 1 vô cùng mãn nhãn với bộ bài hiểm họa mà không cần tới cặp đôi cho Gat Ramos. Tổng kết lại trận đấu, dù có khởi đấu không quá thuận lợi khi mất chuỗi thắng trước Rao Đá, nhưng anh Tấn vẫn bình tĩnh, tính lại được tiền và sử dụng chúng một cách hợp lý. Cách dùng nâng cấp của anh cũng rất thông minh khi đã lên cấp thay vì roll các hiểm họa bậc 3 lên 3 sao như chúng ta thường làm. Ngoài ra, cờ thủ này còn tối ưu nâng cấp và chạm cực hạn của Aurelien Sâu bằng cách cho tới 3 con rồng vào sân. Điều này gây hiệu ứng khống chế diện rộng liên tục cực kỳ khó chịu. Cuối cùng, đây là sự đáng sợ của bài hiểm họa mà mình đã nói ở đầu video. Mời anh em học hỏi được một chút kinh nghiệm từ top máy chủ siêu cấp Trung Quốc nhé. Nếu thấy hay, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe, bấm các nút chuông để không bỏ lỡ các video từ chúng mình nhé. Chúc anh em thật nhiều may mắn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. You and me.